không còn chỗ dành cho người đi bộ. Vâng, qua những hình ảnh vừa rồi thì có thể thấy là người đi bộ khó có thể mà lưu thông được trên vỉa hè. Và rõ ràng là họ sẽ rất vui mừng nếu như có lại được không gian vỉa hè của mình. Nhưng còn những người đang dùng vỉa hè để kinh doanh buôn bán thì sao? Họ có phản ứng như thế nào khi câu chuyện mưu sinh của họ sẽ gặp phải nhiều khó khăn và trắc trở? Đây là cửa hàng kinh doanh nhỏ của cô Ninh trên chợ Hàng Bè, ngõ Cầu Gỗ, gần 30 năm. Quầy hàng nhỏ này là kế sinh nhai của hai vợ chồng gia đình cô Ninh. Những ngày gần đây, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường được chấn chỉnh với việc trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Điều này cũng có những tác động và ảnh hưởng không nhỏ tới gia đình nhà cô. Chúng tôi cũng đã dẹp bớt vào, dẹp gọn hơn và cũng chỉ mong là thành phố quy định cho một cái khoảng rất là có thể để cho chúng tôi có thể kinh doanh và buôn bán đảm bảo đời sống được. Dù đa số ý kiến của các hộ kinh doanh lớn nhỏ và người dân đều đồng tình và ủng hộ chủ trương của thành phố, nhưng những nỗi lo âu, trăn trở trước việc dẹp vỉa hè đều hiện lên trên từng gương mặt của những người buôn bán tại nơi đây. Bây giờ nghĩ là giải tỏa vỉa hè này mà chúng tôi không được ngồi thì nó gặp rất là nhiều khó khăn. Thì gia đình thì các cháu thì cũng đông, thế là một thì cũng chỉ trông mong mà mẹ đi bán vài cân hàng thôi. Đương nhiên là cho ra thì nó sẽ đã bán được hơn, mà thu gọn lại thì về phần kinh tế của tất cả những người dân ở đây cũng như là bản thân chị cũng rất là thiệt thòi. Đằng sau mỗi vỉa hè bị lấn chiếm vi phạm không chỉ là câu chuyện về ý thức của người dân, mà ở đó còn có những câu chuyện mưu sinh của những con người nhiều năm chiếm dụng khoảng không gian trống làm nơi để kinh doanh buôn bán. Chính điều đó đã gây khó khăn cho các lực lượng chức năng khi giải tỏa xong thì vài ngày sau đã trở lại hiện tượng như cũ. Tuy nhiên, để thiết lập một xã hội trật tự, xây dựng một thủ đô văn minh sạch đẹp, những người dân phải tuân thủ, chấp nhận từ bỏ những lợi ích của cá nhân để phục vụ mục đích chung của cộng đồng.